Hòa trong không khí của Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa năm 2023, sáng nay hơn 6.200 phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tham gia lễ diễu hành tôn vinh áo dài, di sản văn hóa Việt Nam. Sự kiện do Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Dù trải qua bao đổi thay của xã hội và thời đại, tà áo dài đặc trưng của dân tộc Việt Nam vẫn luôn là biểu tượng, là niềm tự hào của con người Việt Nam. Hoạt động diễu hành lần này góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của chiếc áo dài, khẳng định và đưa giá trị áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam. Mình cảm thấy hạnh phúc lắm, dậy từ lúc 3 giờ rưỡi á, xuống đây tìm đồng đội, tìm các bạn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh này, đại diện cho ngành y tế. Cho nên rất là vui khi xuống đây thấy trời cả một rừng áo dài luôn, hạnh phúc vô cùng. Em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào bởi vì trên người mình được khoác lên một chiếc áo dài của học sinh. Và em cũng muốn lan tỏa đến cho các bạn bè quốc tế biết về trang phục học sinh của nước Việt Nam mình. Trong số hơn 6.200 tà áo dài tham gia diễu hành, có 5.432 tà áo dài đăng ký tham gia xác lập kỷ lục Việt Nam. Con số này được Văn phòng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tại miền Trung xác nhận, hoàn thiện hồ sơ để cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận trong thời gian tới. Sự kiện này là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chúng tôi đăng ký để xác lập kỷ lục Việt Nam nhằm là bảo tồn cũng như là hướng tới để chúng ta tổ chức, đề nghị tổ chức UNESCO công nhận áo dài là di sản văn hóa của thế giới, chứ không riêng của Việt Nam. Chúng tôi thấy sáng nay khởi không khí tất cả các chị em trên cái quảng trường này rất là đẹp và rất là duyên dáng. Như vậy là xứng đáng để chúng ta làm về hồ sơ về tổ chức kỷ lục Liên minh kỷ lục thế giới để làm cái kỷ lục thế giới về di sản áo dài Việt Nam. Sự kiện sẽ góp phần tích cực vào việc bảo tồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của chiếc áo dài, đưa áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, từ đó làm nền tảng để xây dựng hồ sơ áo dài trình UNESCO công nhận. Áo dài là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện nhân loại.